Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay, Bảo Khánh sẽ chia sẻ với quý khách 10 yếu tố phong thủy giúp thu hút tài lộc trong kinh doanh hiệu quả. Thứ nhất, đó chính là vị trí. Thứ hai, minh đường. Minh đường là phía trước và bên ngoài của cửa hàng hay văn phòng. Thứ ba, hướng. Thứ tư, màu sắc. Thứ năm, đó chính là cách bài trí. Bài trí cần sạch sẽ và gọn gàng. Thứ sáu, lối đi. Lối đi bên trong của cửa hàng được coi là lối dẫn nguồn năng lượng chảy xuyên suốt. Thứ bảy, bàn thờ thần tài. Thứ tám, vật phẩm phong thủy. Hiện nay có rất nhiều vật phẩm có thể giúp cho chủ kinh doanh hóa giải các điểm xui, tăng cường may mắn, hòa khí, điều hòa trường khí giúp kinh doanh thuận lợi hơn. Thứ chín, quầy thu ngân. Và thứ 10, đó chính là vị trí đặt biển. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về các vật phẩm phong thủy.